các bạn đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn phỏng vấn xin visa du học Mỹ thành công thì cần chuẩn bị những gì và các bước vào phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Thì phỏng vấn xin visa du học Mỹ là bước quan trọng hàng đầu trong kế hoạch du học của bạn và cũng là bước khó khăn nhất. Và để biết chắc là các câu hỏi nào mà khi vào phỏng vấn lên sự xã hội thì các bạn hãy tham gia ngay lớp học phỏng vấn của Tân Đại Dương nhé. Thì hồ sơ chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ bao gồm như sau. Thứ nhất đó là giấy tờ tùy thân, thì phải là loại giấy tờ tùy thân có ảnh và không phải là hộ chiếu. Hộ chiếu thì đã được ký ở trang thứ 3 và tháo hết vỏ bọc bên ngoài bằng da hoặc là ni lông vân vân. Và hộ chiếu thì phải còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng tính từ ngày mà dự kiến kết thúc chuyến đi đến Mỹ. Và trẻ em thì phải có hộ chiếu riêng kể cả khi đi cùng bố mẹ. Và đương đơn dưới 17 tuổi thì phải có bố mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp đi phỏng vấn cùng. Tiếp theo đó là tờ xác nhận đơn DS-160 có mã vạch. Thì hóa đơn đã nộp lệ phí visa ở Citibank bao gồm hai liên màu hồng và màu vàng. Và một ảnh hộ chiếu là khổ 5x5 mới chụp trong vòng 6 tháng gần nhất trên nền trắng và rõ hai tay. Ảnh phải được dán hoặc là gấp bằng ghim vào góc bên trái của tờ xác nhận đơn DS-160 và ảnh thì không chỉnh sửa vi tính. Xin lưu ý là nếu như mà bạn tải ảnh lên mạng lúc khai tờ đơn DS-160 thì thời gian đợi phỏng vấn sẽ giảm đi rất là nhiều. Tờ giấy hẹn phỏng vấn đã được đặt trên mạng. Các bạn cũng lưu ý rằng là nếu một người mà đặt hai cuộc hẹn trở lên thì lãnh sự quán sẽ hủy tất cả các cuộc hẹn của người đó. Ngoài ra thì các bạn cũng cần cung cấp các loại giấy tờ khác như là mẫu I-20, đương đơn nhớ ký ở cuối trang 1. Và nếu như mà đương đơn xin visa là F1 chưa đủ 18 tuổi thì bố hoặc là mẹ hoặc là người bảo trợ phải ký cùng trong mẫu đơn I-20 này. Tiếp theo đó là hóa đơn phí service. Và trước khi đi phỏng vấn thì các bạn cũng được các chuyên viên tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương giúp các bạn sắp xếp hồ sơ một cách là hợp lý nhất. Vượt qua vòng phỏng vấn xin visa du học là cửa ải cuối cùng quyết định tấm vé du học. Vì vậy các bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng các quy trình phỏng vấn xin visa cũng như là các câu hỏi phỏng vấn du học Mỹ thường gặp để có thêm kinh nghiệm trong việc phỏng vấn xin visa và nâng cao tỷ lệ đậu lên là cao nhất. Quy trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ thì như thế nào? Đầu tiên là các bạn phải xếp hàng. Tại ngày phỏng vấn thì theo như lịch hẹn thì bạn phải đến phòng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Ở Hà Nội địa chỉ là 170 phố Ngọc Khánh. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ở địa chỉ là số 4 Lê Duẩn, quận Nhất. Đến trước hoặc là chậm nhất là 20 phút so với giờ hẹn. Và đến nơi thì bạn phải xếp hàng theo sự hướng dẫn của nhân viên và chờ đến lượt vào bên trong phỏng vấn thì khoảng là 3-5 người một lượt. Bước tiếp theo là bạn phải lấy số thứ tư và nộp hồ sơ. Thì vào đến phòng phỏng vấn thì bạn bấm máy lấy số thứ tư theo sự chỉ dẫn của nhân viên và nhớ lấy cả hai liên, xếp hàng đến lượt nộp hồ sơ cho nhân viên lãnh sự kèm theo một liên số thứ tư. Sau khi nộp hồ sơ thì bạn ngồi chờ đến lượt gọi số thứ tư của mình hiển thị trên bảng điện tử và loa thông báo. Bước tiếp theo đó là bạn lấy dấu vân tay, thì đến lượt gọi thì bạn lấy dấu vân tay theo sự chỉ dẫn của nhân viên lãnh sự, sau đó thì tiếp tục ngồi đợi để gọi đến lượt phỏng vấn của mình. Và bước quan trọng đó là vào phỏng vấn, thì vào các cánh cửa theo thông báo để trả lời phỏng vấn. Thường thì một buổi phỏng vấn du học Mỹ sẽ gồm hai người, một người phỏng vấn và một người phiên dịch. Họ sẽ ngồi và bạn sẽ đứng trong suốt quá trình phỏng vấn đi xin visa này. Bình quân thì một cuộc phỏng vấn kéo dài từ là 3-5 phút. Bạn và người phỏng vấn thì cách nhau một tấm kính. Và phía tấm kính thì người ta có làm một cái khay nhỏ bên dưới để làm chuyển hồ sơ vào bên trong. Và người ta sẽ hỏi bạn những thông tin qua một cái loa nên là bạn yên tâm là cách nhau như vậy bạn sẽ không nghe nhé. Nhưng mà riêng bạn thì bạn phải cố gắng trả lời một cách to và rõ. Và bước cuối cùng đó là ghi phiếu EMS và rời khỏi phòng phỏng vấn. Thì cuộc phỏng vấn hoàn tất, khi mà bạn đạt yêu cầu thì lãnh sự sẽ giữ lại hộ chiếu của bạn và bạn sẽ ra ngoài EMS để làm thủ tục để lãnh sự gửi trả visa cũng như là hộ chiếu về tận nhà cho bạn. Lúc này bạn sẽ nộp ngoài EMS liên thứ hai số thứ tư của bạn. Và sau đó thì bạn ra về và chờ ngày nhận visa, thu xếp hành lý cho chuyến đi. Trường hợp nếu như mà bạn không đạt yêu cầu thì hộ chiếu của bạn sẽ được trả lại và bạn phải rời khỏi phòng phỏng vấn ngay lập tức. Để có buổi phỏng vấn tốt thì các bạn cần chuẩn bị các yêu cầu như sau. Thứ nhất đó là bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bao gồm hồ sơ học tập và hồ sơ tài chính. Bạn cũng cần chú ý là tập phỏng vấn kỹ lưỡng, hình dung ra là cách người ta hỏi bạn như thế nào và bạn phải trả lời ra sao để cho thuyết phục nhất, chứng minh được rằng là bạn không có ý định nào khác ngoài mục đích là sang Mỹ để học.
và sau đó thì về Việt Nam. Thứ hai đó là khi trả lời thì bạn phải nói giống dạc và nhìn thẳng vào người đối diện. Gương mặt trên thì thể hiện sự vui vẻ, gần gũi, không được căng thẳng quá. Và trang phục khi vào phỏng vấn thì phải lịch sự và chỉnh tề. Thứ ba là bạn cần phải hiểu rõ động cơ và mục đích học tập cá nhân, nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học và nghiên cứu sinh thì bạn cần phải nắm vững được đề tài cũng như là kế hoạch nghiên cứu cụ thể, khả năng ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong tương lai tại Việt Nam. Câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn sinh viên sang du học Mỹ bao gồm các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về thông tin cá nhân, gia đình, kết quả học tập của bạn ở Việt Nam thì như thế nào, kế hoạch học tập của bạn khi qua Mỹ thì ra sao, và những câu hỏi về chứng minh tài chính. Câu hỏi thể hiện sự nhạy bén trong phản ứng cũng như là ý định quay trở về Việt Nam. Và để được trả lời tốt các câu hỏi này thì các bạn hãy nên tham gia lớp học phỏng vấn sinh viên sang du học Mỹ của Tân Đại Dương được khai giảng hàng tháng. Đến với lớp học phỏng vấn thì các bạn sẽ được hướng dẫn các câu hỏi mà khi vào phỏng vấn chắc chắn là sư sẽ hỏi bạn, và cũng như là hướng dẫn bạn cách trả lời, phong thái khi đi phỏng vấn như thế nào. Các bạn sẽ được sắp xếp hồ sơ trước khi đi phỏng vấn một cách hợp lý và tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên xử lý hồ sơ Mỹ, những hồ sơ khó đã từng rớt visa, ở địa chỉ đó là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay địa chỉ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng theo dõi clip chia sẻ của du học sinh đã nhận được visa du học Mỹ chia sẻ nhé. Chào tất cả các bạn, và hôm nay thì công ty Tân Đại Dương rất vui là khi mà trong chiều hôm nay nhận được tin là 4 bạn học sinh đi phỏng vấn vào đầu, thì anh Diệp Phú Cường ở đây là một trong 4 bạn đó. Thì cái cảm giác của anh mà khi mà nhận được visa thì cảm giác của anh như thế nào? Mình rất là vui khi mà nhận được cái visa này, và một cái quá trình mà mình học ở Tân Đại Dương thì có nhiều điều mình rất là hứng thú. Cái thứ nhất là từ lúc mà tiếp cận cái hồ sơ mình thì hồ sơ mình hầu như là về trình độ tiếng Anh mình rất là yếu, mà khi qua cái trung tâm Đại Dương thì hầu như các câu và tiếng Anh mình rất là chuẩn. Và đặc biệt là khi gặp chỗ anh Khôi và anh Võ Anh thì làm cho mình tự tin rất là nhiều trong một cuộc phỏng vấn. Thì anh có thể chia sẻ với các bạn là tại sao anh chọn Mỹ đi du học mà không phải là quốc gia khác? Vì anh đã đi nhiều nước và anh đã thấy cái kiến trúc của Mỹ thì anh thu hút anh, nên anh quyết định chọn Mỹ để học tiếp cái ngành học ở để nâng cái khả năng trình độ của anh lên. Dạ. Thì anh học trường nào bên Mỹ ạ? Anh học trường University of Houston. Với chuyên ngành gì ạ? Với chuyên ngành là Architecture. Vậy thì anh có những cái lời khuyên hay những cái kinh nghiệm nào để chia sẻ cho các bạn mà sắp tới đi phỏng vấn không ạ? Thì thứ nhất là cái tự tin là rất là quan trọng trong cái cuộc phỏng vấn. Cái người lãnh sự hỏi mình đa số là những cái thông tin cá nhân mình rất là nhiều, nên mình cố gắng mình tạo được cái sự tự tin khi gặp lãnh sự là cái điều đầu tiên tạo ấn tượng cho họ. Và cái thứ hai là cái hồ sơ của mình thì họ sẽ coi về học bạ bằng cấp và coi về khả năng du lịch của mình, kiểm tra về vấn đề tài chính. Nếu mình những vấn đề là thì ok thì trong cái cuộc phỏng vấn cũng rất là tốt. Đó là lời khuyên của mình. Và đặc biệt là qua gặp những cái anh em bên Tân Đại Dương, bên công ty Tân Đại Dương, tạo một cái sự tự tin để mà trước khi đi phỏng vấn. Như lúc nãy anh chia sẻ thì là anh nói là cái hồ sơ của anh á là có một chút khó khăn, thì không biết là làm cách nào để mà khắc phục được cái lỗi đó. Thì cái lỗi lớn nhất là cái tiếng Anh, đa số người Việt của mình đó là tiếng Anh họ không, mình không nói được, nên nói người ta không hiểu. Đó là cái điểm của mình. Khi mà tiếp cận Tân Đại Dương thì những cái câu hỏi mà Tân Đại Dương yêu cầu mình chuẩn bị thì mình chuẩn bị rất là tốt, và qua quá trình kiểm tra nhiều lần ở Tân Đại Dương thì khi đó thì trình độ tiếng Anh mình nâng lên. Đó là cái quyết định của mình trong cái hồ sơ. Vậy là khi đi phỏng vấn là phỏng vấn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Thì cảm ơn những chia sẻ của anh. Thì hy vọng với những chia sẻ này thì các bạn sẽ cảm thấy là tự tin hơn và có được một chút kinh nghiệm để khi mà mình đi phỏng vấn với lãnh sự thì không còn rụt rè hay là sợ sệt nữa.